Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Và hôm nay Sài Gòn là 27 Tết, tối 27 Tết, ngày 21 tháng 1 năm 2020. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Phạm Ngũ Lão và Đề Thám. Chúng ta đi bên đây là hướng phố Tây Đề Thám, Bùi Viện nè. Và tối nay thì tất cả các công ty đều, hầu hết tất cả các công ty đều nghỉ Tết, và trong đó em cũng vậy nha. Hôm nay làm hết ngày 27, hôm nay là nghỉ Tết, là tối nay dẫn gia đình đi chợ hoa, rồi sẵn đây chia sẻ với các anh chị và các bạn những hình ảnh ở chợ hoa công viên 23 tháng 9 này. Và hôm nay có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ nè. Chào bà cô chú đi. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên kia đường nha. Bên kia là chợ hoa Tết 2020 tại công viên 23 tháng 9. Thời gian từ ngày 17 tháng 1 cho đến trưa ngày 24 tháng 1 2020. Tức ngày 23 tới ngày 30 Tết. Để đi. Khu vực này là khu vực B, công viên 23 tháng 9. Bên đây có rất nhiều hoa nữa, đi vòng bên đây nè, đi vòng bên đây trước. Hôm bữa thì chúng ta đi bên khu bên kia. Hôm nay mình đi khu bên đây là khu có trạm xe bus đó. Bên đây thì cũng rất là nhiều hoa nè. Bên đây thì chuyên những cây mai, đèn sáng rực. Đồ ăn cái gì? Đi lên đây nè, lên đây. Bên đây là mai nhiều lắm, mai vàng nè. Mấy cái chậu mai này mắc tiền lắm nè. Nội xe. Mình nhìn thấy cái chậu hay là cũng có giá rồi. Rất là nhiều bông nào cũng nấy, rất là lớn, cây nở đặc rực luôn, người ta trồng rất là hay. Những cây mai này mà ít tưới thôi, chứ tưới thường xuyên là thời điểm này, tưới thường xuyên là nó sẽ nở ra rất là nhanh nè, cái nụ rất là lớn luôn. Những cái loại mai này là hình như là tới 6-7 cánh. Hôm bữa chúng ta đi thì họ đang bắt đầu dọn ra. Hôm nay thì đã dọn ra đầy đủ rồi, có một tuần để buôn bán, một tuần để có doanh thu nè. Ồ, cây mai nở quá trời nở luôn kìa. Trời ơi. Nở vàng luôn. Đây cây này rất lớn lớn luôn nè. Những cây này cho thuê nè, chứ mua thì mắc tiền lắm. Người ta chở đi bán nè, hoặc là cho thuê nè. Đây cây nào cũng đẹp. Ở đây ngoài cái việc mua bán thì người ta còn có cho thuê nữa. Tại vì những cây này thì nếu mà mua về rồi phải đi gửi người ta nuôi dưỡng đó. Rồi một năm sau thì mới nhận lại, thì trong khoảng thời gian đó thì mình tốn một khoản dịch vụ cũng kha khá. Ok, lớn quá trời lớn luôn hả?
À, đi ngắm rồi, chúng ta đi ngắm rồi nha. Hôm nay mình không có mua gì hết. Đi ngắm thưởng lãm thôi. Dẫn bà con đi cho có cảm giác không khí ngày xuân ở quê nhà. Nếu mà một lý do gì đó thì cô chú anh chị chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay giống như chúng ta đang đi chợ hoa ở công viên 23 tháng 9 vậy đó. Không cần phải đi về Việt Nam mới ngắm được ha. Chúng ta cũng thông qua màn ảnh nhỏ thì mình cũng thể ngắm đủ thứ đó. Ở khu này thì không có đông như ở khu B, khu A đằng kia chứ. Rất là nhiều mai luôn, chuyên mai luôn á. Những cây này bông nở đặc rực luôn nè. Nếu mình gửi người ta chăm sóc á thì lúc nào mình cũng có bông hết á. Cây của mình lúc nào cũng có bông hết. Tại vì nếu mà cây mình không có đủ dinh dưỡng thì nó sẽ không ra bông, mà không ra bông thì người ta sẽ đổi cho mình một cái cây khác có bông. Đó. Nghĩa là thuê người ta một năm khoảng chừng 2-3 triệu gì đó, tùy giá trị của cái cây, thì người ta sẽ bảo đảm cho mình cây lúc nào cũng có bông, không có bông thì người ta sẽ đưa mình cây khác. Và những cây này sau khi nó ra bông rồi người ta sẽ thay đất, thay chậu lớn hơn để cây nó đủ chất, đủ dinh dưỡng để nó ra bông tiếp. Rồi, cây này bự quá nè. Ở bên đây là mặt đường Phạm Ngũ Lão nè. Ở đây cũng có mấy khách sạn, giá cũng bình dân. Ở Sài Gòn thì khách sạn không có lớn, do đất rất là mắc. Đây rồi, cây này nở rồi, vậy là coi như là cây này mình chỉ để xem chơi thôi. Cây này nở rồi, này là trở về chắc luôn rồi. Này nếu mà người ta thuê thì cái bông này, cây này bông nhiều nhưng mà bông nó nhỏ. Nhưng mà nó nói 2 triệu mấy nhỉ? Lúc mà con này nó lúc to đó. Ở ngoài những cây mai thì còn có bưởi nữa nè. Quá nhiều trái luôn. Wow. Quá nhiều trái luôn. Trồng hay rồi chứ, cây nhỏ xíu mà trái đặc biệt luôn đó. Này làm sao mà nghĩ cái ruột nó nhỏ không ra ruột nổi đâu. Cái này chắc không ăn được rồi. Ăn cũng được nhưng mà cái ruột nó không có nhiều á, vỏ là nhiều quá, quá trời. Này là bưởi cái gì triều vậy không? Bưởi gì ngoài Bắc á? Cây triệu quả luôn. Bữa diễn Hà Nội. Mà trong Nam mình cũng trồng được rồi. Nếu mà bán 1 cặp thì giá nó khác. Cây này nó cây mắc hơn. Một cây là nhiêu em? Cây nếu 1 cặp đó thì nó rẻ hơn 1 triệu. Tính lại ví dụ như là 1 năm là nó 16 triệu. Một cây nó là nhiêu. Nhưng mà này phải có cái sân vườn kìa mới trồng, chứ nhà phố đâu có chỗ đâu để.
Nhưng mà chơi cái này đúng chơi là phải chơi một cặp. Đúng rồi, thì mua một cặp để hai bên đó. Về quá ha. Ủa mà cái này là chết thì cái này mình chết chết. À, chúng ta đi tiếp nha. Bạn đồng nhỏ đang làm gì đây? Chơi gì đồng? Chơi con nước đó. Đây, con nước đây. À, ồ, ao sen nè. Bên đây, bên đây mới dẫn nè. À, ca sĩ bên kia. Không biết bán hay của công viên. Ồ, những cây này á. Quá trời. Rồi chúng ta tạm ngưng chút xíu nha, mình đi qua bên khu bên kia ở cái bên phần mà công viên 23 tháng 9 ở bên phần gần với khách sạn New World. Để em đi qua bển, để đi bển xem thế nào ha, rồi chia sẻ anh chị các bạn tiếp nha. Rồi chúng ta qua bên đây rồi nè. Bên này là khu A, là khu lớn nhất nè. Rất là nhiều màu sắc ở đây. Hoa vàng là hoa vạn thọ nè. Còn này là bông giấy nè. Một loại hoa cũng rất là dễ trồng nhưng mà cũng rất là khó nè. Đó, nếu mà chúng ta trồng mà tưới nhiều á, thì nó sẽ không bao giờ có bông đâu ha. Bông giấy là loại bông mà để khô là sẽ ra bông, nhưng mà bông đó khi mà nó tàn, nó rụng rất là nhiều. Đó này là bông đồng tiền nè, hoa đồng tiền nè, đủ màu hết luôn, rất là nhiều cánh nè. Đó, thì nhìn chung thì những ngày này thì chắc có lẽ rất là đông. Bên đây đông hơn bên kia. Bên đây có nhiều cái để xem hơn. Bên kia là chuyên mai thôi. Mình đang quá trời bông giấy luôn. Cũng giống như hôm bữa chúng ta đi thôi. Hôm bữa thì không, hôm bữa thì không nhiều như bữa nay thôi. Nhưng mà cơ bản thì vẫn vậy. Đó, bạn Đồng đây. Bạn Đồng làm gì vậy bạn Đồng? Đi ngắm hoa. À, đi ngắm hoa hả? Có hoa gì? Đi chợ hoa. À, có hoa gì, có hoa gì? Hoa tím. Tím là hoa gì? Hoa lục. Ở đâu? Đúng là đông, đúng là đông vui như hội vậy đó. Nhưng mà ba không có anh bỏ cho ba đi chơi. Hôm bữa chúng ta đi sớm mình xem hoa, nhưng mà hôm nay đi trễ quá thì xem người. Quá trời luôn. Bán kem làm ăn được. Kem khói. Sao? À, kem khói là một loại kem cũng rất hiện hành bây giờ nè. Kem khói nghĩa là mình ăn vô rồi mình khà khói ra rất là nhiều khói. Mà loại đó chắc rất là lạnh. Chợ hoa này là một trong những cái chợ hoa lớn nhất ở Sài Gòn, đông nhất.
ở đây còn đông hơn là ở đông hơn hội hội hoa xuân nữa nè. Đồ chơi dân gian nè. Đồng chơi trong chống tre không đồng. Con xin mi á. Xin mi gì trời. Trong chống tre hả? Mà đồng thích không? Không mà hôm nay quay không biết quay là trúng mặt á. Quay đụng vô vô mặt. Cái cây quạt hả? Ủa nè, bông nó ra mon á. Xin thi. Đó nó là đi. Nó nguyên. Cái tài còn nguyên đó, mình chọn tài lộc đó. Lúa này làm gì bác này? Này chưng hả? Này mua về chưng hả? Ủa lúa này là sao bác? Lúa mình đem về chưng như là cái tài lộc còn nguyên cái này câu tết đó. À đũa nè. Và cũng như đem là đũa. Đũa dừa. Mua xong rồi tôi lấy trong cho tôi bấm ngón lại. À, cái bình. Cái bình đó ông nội thấy sức khỏe đây đó. Cái hộp ngọc đem về nhà mấy ngày trước mình đó tài lại đem vô như thay vì mình chưng vô hấu. Có gì hỏi thôi đừng có hỏi. Bán bông cá để sang năm tôi còn quay lại với mình nữa. À là cái chuông gió. À, này là làng nghề truyền thống ở Bạc Liêu nè. Quê mình đó. Quê Bắc Hai. Quê Bắc Hai. Rồi đi đi đi. Cái đồ múc nước. Wow. Lúa thì ta. Ở đây hầu như là một năm những người buôn bán này mới lên đây một lần. Cái chị bán làng nghề đó năm nào chị cũng ở đó. Coi mấy video clip cũ nhìn mặt quen luôn. Rất là đông. Rất là nhiều. Rất là nhiều người đi ngắm hoa nè. Đi mua cũng có nè. Những người bây giờ không mua thì ngày mai họ sẽ mua. Tại vì bữa nay là bắt đầu nghỉ Tết. Nghỉ khoảng 8 bữa. Nghỉ xong thì mình có thời gian thông thả đi mua sắm. À, những hình ảnh này cũng gợi nhớ cho các anh chị nhớ ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn thì mình cũng có đi chợ hoa với gia đình, với bạn bè, đi ngắm phố phường, đi xem cảnh hội họp ở những cái ngôi chợ thế này. Ở đây thì đa phần tập hợp những người trồng, những nhà vườn trồng cây rất là giỏi, ra rất là nhiều bông hoa, họ mới tự tin đem ra Sài Gòn để bán. Nếu mà hoa không đẹp thì cũng không tự tin đem ở đây, tại vì đây đa phần là hoa đẹp không, cạnh tranh rất là cao. Với lại cái mặt bằng ở đây cũng rất là có giá, nên thành ra nếu chúng ta đi mua thì mình cũng chừa cho họ chút phần lời, đừng ép giá quá. Đồng quá à. Trúng hệ luôn. À, ngay hệ bên kia có công viên, có
có chỗ cầu tuột á, bạn đồng sẽ rất là thích khi mà thấy cái chỗ đó. Này uống gì á vậy, mua gì? Đây. Nhà. Bên đây. Rồi chúng ta sẽ đi một chút xíu nữa rồi mình sẽ tạm ngưng video clip ngày hôm nay nha. Hôm bữa thì không khí ở đây vắng, hôm nay thì rất là đông. Đây là hoa vạn thọ. Ủa phải, hoa thì mình không mua thì mình hỏi hỏi cũng kỳ. Cái này là hoa cúc nè. À, bên kia là hoa hướng dương nè. Đâu? Chắc mai mai ra mua ban ngày. Điên mình ra mua chở về cho nó dễ, có bạn đồng nhỏ cái hồi nó ẩm nó về sách lùm đùm nữa. Ở phải ban công mình á. Ồ, đây bông mồng gà nè, bông gà đỏ tươi. Nó màu gà đỏ tươi luôn. À, mỗi năm thì chỉ có mấy ngày để thông thả thưởng thức ngắm cảnh này thôi. Nghiêm trọng. Mà cái loại này là về uống nước nhiều vô, nó đung cánh lên, nó dày lên, càng ngày nó càng dày lên nữa. Nè, nó ra đợt này rồi đợt sau nó ra nữa không ta? Thường thì hoa chỉ ra vài đợt rồi nó sẽ tàn, mình sẽ trồng một cái đợt mới. Thường những loại hoa này là vậy. Mình kia là hoa hướng dương nè. Rồi đi kiếm chỗ nào uống nước nè. À, bên đây là mặt đường Phạm Ngũ Lão nè. À, bên kia cũng có rất nhiều quán cà phê nè. Mình đi quán cà phê. Đây nó ngủ uống nước nha. Mình đi quán cà phê. Sao biết vậy trời. Rồi một số hình ảnh ở chợ hoa công viên 23 tháng 9 về đêm gửi bà con cô bác. Rồi chúng ta xem để mình có chút gì đó thương thương nhớ nhớ về ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn. Buổi tối hay đi chợ hoa với gia đình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye của chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo. Bye bye ông bà cô chú ấy đồng. Bye bye đồng. Đàn đồng. Rồi bye bạn đồng ơi. Hẹn gặp lại đi.
người bán ở đây là họ phải hy sinh cái thời gian dành cho gia đình trong những ngày trước Tết để đem để đem cái hình ảnh những cái sản phẩm của họ đem đi lên đây để đem cái đẹp đến cho bà con. Nếu chúng ta có dịp đi chợ hoa thì mình cũng mua ủng hộ người ta, xem chơi cho vui. Thì chắc em chắc ngày mai mới mua, ngày mai một mình ở đây mua đem về cho nó tiện. Còn bây giờ có con nít nên thành ra mà con thông cảm nha. Rồi hẹn gặp lại trong video tiếp theo, bye bye, bye bye bà con cô bác. Nhân đây em cũng kính chúc toàn thể của chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. This is a doodle.